Ôn thi bằng lái xe Anh Bài 9 Driving Theory Test Lesson 9 Motorway Rules Câu 1 Làn đường bên trái của đường cao tốc nên được sử dụng để làm gì? Thứ nhất là hỏng xe và tình huống khẩn cấp Thứ hai là vượt qua các xe đang đi chậm hơn ở làn khác Thứ ba là làn trái chỉ dùng cho các phương tiện di chuyển chậm Và thứ tư là dùng để lái xe bình thường Thì ra đúng là đây đáp án thứ tư dùng để lái xe bình thường. Bạn nên lái xe ở làn bên trái bất cứ khi nào có thể, chỉ sử dụng các làn đường khác để vượt xe hoặc khi được chỉ dẫn thực hiện bằng các tín hiệu. Sử dụng các làn đường khác khi làn đường bên trái trống có thể khiến các tài xế phía sau bạn khó chịu. Câu 2. Tại sao việc kiểm tra xe của bạn trước khi thực hiện một chuyến đi dài trên đường cao tốc là đặc biệt quan trọng? Thứ nhất là vì bạn sẽ phải phanh gấp nhiều lần trên đường cao tốc. Thứ hai là vì trạm dịch vụ đường cao tốc không giải quyết sự cố hỏng xe. Thứ ba là vì đường cao tốc sẽ làm mòn lốp xe nhanh hơn. Và thứ tư là vì lái xe với tốc độ cao liên tục sẽ làm tăng nguy cơ xe của bạn bị hỏng. Thế đáp án đúng ở đây đáp án thứ tư, lái xe với tốc độ cao liên tục sẽ làm tăng nguy cơ xe bị hỏng. Trước khi bắt đầu một chuyến đi, hãy chắc chắn rằng chiếc xe của bạn có thể đáp ứng nhu cầu lái xe tốc độ cao. Bạn nên kiểm tra một số thứ, những thứ chính như là dầu, nước và lốp xe. Bạn cũng cần lên kế hoạch dừng chân nghỉ ngơi nếu bạn đang thực hiện một chuyến đi dài. Câu 3, bạn nên làm gì trước khi chuẩn bị nhập vào làn đường cao tốc? Thứ nhất là đi vào hard shoulder trước. Thứ hai là dừng lại ở cuối làn tăng tốc. Thứ ba là đi chậm và dừng lại trước khi vào đường cao tốc. Và thứ tư là nhường đường cho giao thông đã có trên đường cao tốc. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, nhường đường cho giao thông đã có trên đường cao tốc. Bạn nên nhường đường cho giao thông đã có trên đường cao tốc và nên nhớ rằng các phương tiện giao thông trên đường cao tốc có thể đang di chuyển ở tốc độ cao. Vì vậy hãy cố gắng khớp tốc độ của bạn để nhập đường cao tốc mà không ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Câu 4. Những dấu hiệu đường cao tốc này cho thấy gì? Thứ nhất là nó là các dấu đếm ngược đến một cây cầu. Thứ hai là chúng là các điểm đánh dấu khoảng cách đến cột điện thoại tiếp theo. Thứ ba là chúng là các dấu đếm ngược đến lối ra tiếp theo và thứ tư là nó cảnh báo về trạm kiểm soát của cảnh sát phía trước. Thế ra đúng ở đây là làn thứ ba đó là các dấu đếm ngược đến lối ra tiếp theo. Lối ra từ đường cao tốc được biểu thị bằng các mốc đếm ngược, chúng được đặt cách nhau khoảng 90 m. Đầu tiên là 270 m từ đầu đường nối, di chuyển vào làn đường bên trái trước khi bạn đến điểm bắt đầu của đường nối để chuẩn bị cho lối ra tiếp theo của bạn. Câu 5, bạn đang đi trên đường cao tốc 3 làn có đinh tán phản chiếu màu đỏ ở bên trái và màu trắng ở bên phải của bạn. Bạn đang ở làn đường nào? Thứ nhất là ở làn bên phải, thứ hai là ở làn giữa, thứ ba là ở hard shoulder và thứ tư là ở làn bên trái. Thế ra án đúng ở đây là án thứ tư ở làn bên trái. Thì như bài trước mình đã tìm hiểu thì màu sắc các đinh tán phản chiếu trên đường cao tốc và vị trí của chúng là màu đỏ thì ở hard shoulder có cái đinh tán màu đỏ Màu trắng là ở giữa các làn đường Màu vàng là ở giải phân cách Và màu xanh lá cây là ở chỗ có đường nối Câu 6 Bạn đang lái xe trên đường cao tốc Trước khi bạn lái xe đến lối ra theo dự tính của bạn Bạn nên định vị chiếc xe của bạn ở đâu Thứ nhất là ở làn giữa Thứ hai là ở làn bên trái Thứ ba là ở hard shoulder Và thứ tư là làn đường nào cũng được Thế là đúng ở đây là đáp án thứ hai ở làn bên trái. Di chuyển sang làn bên trái trong thời gian tốt khi bạn muốn ra ở lối ra tiếp theo. Đừng cắt ngang các phương tiện đang lái xe trên đường vào giây phút cuối cùng khi bạn rẽ và cũng đừng mạo hiểm bỏ lỡ lối ra của bạn. Câu 7, làn đường bên phải thường được sử dụng để làm gì trên đường cao tốc có 3 làn? Thứ nhất là chỉ dành cho các xe khẩn cấp đi. Thứ hai là dùng để vượt xe, thứ ba là chỉ dùng cho các xe kéo rơ-móc được đi và thứ tư là chỉ các xe khách được đi. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, dùng để vượt xe. Bạn nên đi bên trái và chỉ sử dụng làn đường bên phải nếu bạn muốn vượt qua các xe đang đi chậm hơn ở làn khác. Câu 8, bạn đang lái xe trên đường cao tốc, chiếc xe phía trước bật đèn cảnh báo nguy hiểm trong một thời gian ngắn, việc này nói lên điều gì? Thứ nhất là người lái xe muốn bạn vượt qua xe họ, thứ hai là chiếc xe khác sẽ chuyển làn, thứ ba là giao thông phía trước đang chậm lại hoặc dừng đột ngột và thứ tư là có một cảnh sát kiểm tra tốc độ ở phía trước. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3. Giao thông phía trước đang chậm lại hoặc dừng đột ngột. Nếu một phương tiện phía trước bật đèn cảnh báo nguy hiểm, có thể có một tai nạn phía trước hoặc cũng có thể các xe đang dừng phía trước hoặc ách tắc giao thông ở phía trước. Hãy để ý và giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước bạn. Câu 9, bạn đang ở trên đường cao tốc và có đèn nhấp nháy màu đỏ phía trên mỗi làn đường, bạn phải làm gì? Thứ nhất là tap xe vào hard shoulder Thứ hai là đi chậm lại và theo dõi các tín hiệu khác Thứ ba là thoát ra ở lối ra tiếp theo Và thứ tư là dừng lại và chờ đợi Thì đoạn đúng ở đây là đoạn thứ tư Dừng lại và đợi Đèn nhấp nháy màu đỏ trên tất cả các làn Có nghĩa là bạn phải dừng lại và đợi Bạn cũng sẽ thấy một dấu nhân chéo đỏ sáng lên Đừng đổi làn đường, đừng tiếp tục lái xe và cũng đừng tắp xe vào hát sao đò trừ trường hợp khẩn cấp. Câu 10. Bạn nên làm gì ngay sau khi gia nhập vào đường cao tốc? Thứ nhất là cố gắng vượt xe. Thứ hai là điều chỉnh lại gương của bạn. Thứ ba là định vị xe của bạn ở làn giữa. Và thứ tư là đi trong làn đường bên trái. đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư đi trong làn đường bên trái. Hãy lái xe ở làn bên trái đủ lâu để làm quen với tốc độ cao hơn của các xe trên đường cao tốc trước khi xem xét tình hình để vượt xe. Câu 11. Bạn đang kéo theo xe trên đường cao tốc. Tốc độ giới hạn cho một chiếc xe kéo remote trên đường cao tốc là bao nhiêu? 40 dặm trên giờ, 50 dặm trên giờ, 60 dặm trên giờ hay 70 dặm trên giờ? đúng ở đây là ran thứ 3, 60 dặm trên giờ. Nếu bạn đang kéo theo một xe rơ móc nhỏ nhẹ, nó sẽ không làm giảm hiệu suất xe của bạn quá nhiều. Tuy nhiên, gió mạnh hoặc sự rung lắc từ các phương tiện lớn có thể khiến chiếc xe bạn đang kéo theo ngoằn ngoèo lắc lư từ bên này sang bên kia. Hãy nhận biết tốc độ của bạn và không vượt quá giới hạn tốc độ cho phép đối với các xe khi bạn đang có xe kéo móc. Câu 12, bạn bị hỏng xe trên đường cao tốc, bạn cần gọi điện để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tại sao cách tốt hơn là sử dụng điện thoại khẩn cấp bên đường thay vì sử dụng điện thoại di động? Thứ nhất là vì nó sẽ kết nối bạn với một gara xe địa phương. Thứ hai là vì sử dụng điện thoại di động sẽ làm phân tâm các tài xế khác. Thứ ba là vì nó cho phép các dịch vụ khẩn cấp có thể định vị vị trí của xe bạn một cách dễ dàng. Và thứ tư là vì điện thoại di động không hoạt động được ở trên đường cao tốc. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Nó cho phép các dịch vụ khẩn cấp có thể định vị vị trí của bạn một cách dễ dàng Trên đường cao tốc, cách tốt nhất là sử dụng điện thoại khẩn cấp bên đường để gọi cho các dịch vụ khẩn cấp để họ có thể dễ dàng tìm thấy bạn Vị trí của điện thoại gần nhất được hiển thị bằng một mũi tên trên các cột đánh dấu ở rìa của HSR Nếu bạn sử dụng điện thoại di động, người nghe máy của trung tâm dịch vụ khẩn cấp sẽ cần biết chính xác vị trí của bạn Trước khi bạn gọi điện, hãy tìm số trên cột đánh dấu gần nhất. Con số này sẽ giúp họ xác định vị trí của bạn. Câu 13. Bạn đang ở làn bên phải của đường cao tốc 3 làn. Những dấu hiệu này trong hình có nghĩa là gì? Thứ nhất là di chuyển sang trái và giảm tốc độ của bạn xuống 50 dặm trên giờ. Thứ hai là có công trường đang thi công ở 50 mét phía trước. Thứ ba là sử dụng hard shoulder cho đến khi bạn vượt qua nguy hiểm và thứ tư là rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, di chuyển sang trái và giảm tốc độ của bạn xuống 50 dặm trên giờ. Bạn phải tuân theo những dấu hiệu này ngay cả khi dường như không có vấn đề gì phía trước, có thể có ách tắc giao thông hoặc mối nguy hiểm nào đó khác mà bạn chưa thể nhìn thấy. Câu 14. Khi nào bạn có thể dừng xe trên đường cao tốc? Thứ nhất là nếu bạn phải đọc bản đồ. Thứ hai là khi bạn mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Thứ ba là khi điện thoại di động của bạn đổ chuông. Và thứ tư là trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp sự cố. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp sự cố. Bạn thường không nên dừng lại trên đường cao tốc, nhưng có thể đôi khi bạn cần phải làm như vậy. Nếu xe bạn không may bị hỏng trên đường cao tốc, hãy cố gắng hết sức để tạt xe vào hard shoulder. Câu 15. Trên đường cao tốc, khu vực lánh nạn khẩn cấp được sử dụng để làm gì? Thứ nhất là đỗ xe trong trường hợp khẩn cấp hoặc sự cố. Thứ hai là đỗ xe khi bạn cho rằng bạn có thể tham gia vào một vụ xô sát trên đường. Thứ ba là để cảnh sát tuần tra đậu xe và theo dõi giao thông và thứ tư là để công nhân xây dựng và công nhân làm đường lưu trữ các thiết bị khẩn cấp. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, dùng để đỗ xe trong trường hợp khẩn cấp hoặc sự cố. Khu vực lánh nạn khẩn cấp được xây dựng ở Hatshawder. Nếu bạn gặp sự cố, hãy cố gắng đưa phương tiện của bạn vào khu vực này, nơi có điện thoại khẩn cấp. Điện thoại ở đây được kết nối trực tiếp với một trung tâm điều khiển gần nhất. Câu 16, bạn gặp sự cố trên đường cao tốc và tấp xe vào hard shoulder để sửa xe. Khi sự cố đã được khắc phục, bạn nên tham gia lại tuyến đường chính như thế nào? Thứ nhất là di chuyển ra đường cao tốc, sau đó tăng tốc. Thứ hai là di chuyển ra đường cao tốc trong khi bật đèn cảnh báo nguy hiểm của bạn. Thứ ba là tăng tốc trên hard shoulder trước khi di chuyển ra đường chính. Và thứ tư là đợi ở hard shoulder cho đến khi ai đó đi qua và nháy đèn ra hiệu cho bạn đi ra. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3 Tăng tốc trên hard shoulder trước khi di chuyển ra đường chính Báo hiệu ý định của bạn và lấy lại tốc độ ở hard shoulder Để bạn có thể gia nhập vào đường chính khi có khoảng cách an toàn để tham gia Câu 17 Trên đường cao tốc 3 làn, biển báo này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là sử dụng bất kỳ làn đường nào ngoại trừ hard shoulder Thứ hai là chỉ sử dụng hard shoulder Thứ ba là chỉ sử dụng 3 làn bên phải và thứ tư là sử dụng tất cả các làn đường bao gồm cả hard shoulder. Thế đúng ở đây là đáp án thứ tư, tất cả các làn đều có thể sử dụng để đi được bao gồm cả hard shoulder. Bạn phải tuân theo các biển báo giới hạn tốc độ bắt buộc trên làn đường cao tốc. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng hard shoulder làm làn đường để chạy xe. Nhưng bạn nên để ý xem có phương tiện nào bị hỏng và đang dừng xe ở hard shoulder hay không. Câu 18, bạn đang kéo theo một chiếc xe kéo dọc theo đường cao tốc 3 làn, khi nào bạn có thể sử dụng làn đường bên phải? Thứ nhất là khi làn đường bên trái đóng, thứ hai là khi có xe đi chậm, thứ ba là khi bạn có thể duy trì tốc độ cao và thứ tư là khi có xe lớn ở bên trái và ở làn giữa. Thì đoạn đúng ở đây là đáp án thứ nhất khi làn đường bên trái đóng. Nếu bạn đang kéo theo một xe caravan hoặc xe kéo remote bạn không được sử dụng làn đường bên phải của đường cao tốc 3 làn đường trở lên trừ một số trường hợp cụ thể, ví dụ như khi làn đường bên trái đóng Câu 19: Tại sao lái xe với tốc độ không đổi trong một khoảng cách đường dài có thể là một lợi thế. Thứ nhất là bạn sẽ lái xe nhiều hơn thứ hai là bạn sẽ sử dụng nhiên liệu nhiều hơn, thứ ba là bạn sẽ có thể sử dụng nhiều tuyến đường trực tiếp hơn và thứ tư là thời gian tổng thể của chuyến đi của bạn thông thường sẽ được cải thiện. thì ra đúng ở đây là đáp án thứ tư, thời gian tổng thể chuyến đi của bạn sẽ được cải thiện. khi xe di chuyển với tốc độ không đổi trên một khoảng cách dài, tổng thời gian hành trình thường được cải thiện. bạn có thể cảm thấy rằng bạn có thể lái xe nhanh hơn trong một số đoạn đường ngắn. Nhưng điều này lại thường dẫn đến băn trình ờ, Giống như là đang đi nhanh thì gặp các xe khác phía trước bạn phải giảm tốc độ lại Vì có nhiều xe đang đi sát vào nhau Như thế sẽ tăng thời gian hành trình tổng thể lên Câu 20 Bạn đang đi dọc theo một đường cao tốc Bạn sẽ tìm thấy làn xe chạy chậm hoặc làn leo dốc ở đâu Thứ nhất là trên đường có độ dốc lớn Thứ hai là trước một khu vực dịch vụ Thứ ba là trước một ngã ba ngã tư và thứ tư là dọc theo hard shoulder. thì ra đúng là ở đây là đoạn thứ nhất trên đường có độ dốc lớn. Trên một con đường có độ dốc cao, các phương tiện lớn di chuyển chậm có thể cản trở tiến trình của các phương tiện giao thông khác, do đó một làn đường cho xe chạy chậm hoặc làn leo dốc sẽ được xây dựng để cho phép các phương tiện di chuyển chậm đi đường đó nhờ vậy mà không ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác để họ có thể đi nhanh hơn. câu 21 khi nào bạn có thể dừng xe ở h shoulder của đường cao tốc thứ nhất là trong trường hợp khẩn cấp thứ hai là nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi thứ ba là nếu bạn bỏ lỡ lối ra mà bạn muốn và thứ tư là để đón một người xin quá giang xe Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất trong trường hợp khẩn cấp. Bạn chỉ nên dừng lại trên hard shoulder trong trường hợp thật sự khẩn cấp. Đừng dừng lại ở đó để nghỉ ngơi hoặc đi dã ngoại. Đón người quá giang, trả lời điện thoại hay kiểm tra bản đồ. Nếu bạn bỏ lỡ lối thoát ra dự định của mình, hãy chuyển sang lối ra tiếp theo. Không bao giờ được lùi xe dọc theo hard shoulder. Câu 22. Xe của bạn bị bục lốp khi bạn đang lái xe trên đường cao tốc. Bạn tấp xe đỗ ở hard shoulder, bạn nên làm gì tiếp theo? Thứ nhất là tự thay bánh xe một cách cẩn thận, thứ hai là sử dụng điện thoại khẩn cấp và gọi trợ giúp, thứ ba là cố gắng vẫy xe khác để được giúp đỡ và thứ tư là chỉ thay đổi bánh xe nếu bạn có một hành khách khác trên xe xuống xe giúp bạn. kế đúng ở đây là thứ hai sử dụng điện thoại khẩn cấp và gọi trợ giúp. Thì khi đỗ ở h shoulder bạn nên cố gắng đỗ xe càng sát phía bên trái càng tốt và rời khỏi xe bằng cửa phía bên đó nếu có thể. Đừng cố gắng tự sửa chữa. Thay vào đó đi bộ đến một nơi có điện thoại khẩn cấp bên đường và gọi điện thoại để được giúp đỡ. Câu 23, phương tiện nào trong số những phương tiện dưới đây không được phép đi trong làn bên phải của đường cao tốc 3 làn? Thứ nhất là xe tải nhỏ, thứ hai là xe máy, thứ ba là xe kéo và thứ tư là xe máy và bộ, xe mô tô ba bánh Thế án đúng ở đây là đoạn thứ ba, à, xe đang kéo theo một xe khác Một chiếc xe kéo được giới hạn tốc độ ở 60 dặm trên giờ khi đi trên đường cao tốc Vì lý do này, nó không được phép đi ở làn bên phải Vì nó có thể ngăn cản các phương tiện di chuyển nhanh hơn muốn vượt qua nó ở làn bên phải Câu 24, bạn nên sử dụng hard shoulder của đường cao tốc để làm gì? Thứ nhất là dừng khẩn cấp, thứ hai là rời khỏi đường cao tốc, thứ ba là dừng lại khi bạn mệt mỏi và thứ tư là tham gia vào đường cao tốc. Thì đáp đúng ở đây là đáp thứ nhất, dừng trong trường hợp khẩn cấp. Đừng dùng hard shoulder để dừng trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn muốn dừng lại vì bất kỳ lý do nào khác, hãy đi đến lối ra tiếp theo hoặc trạm dịch vụ tiếp theo. Câu 2 năm, khi nào bạn được phép dừng xe trên đường cao tốc? Thứ nhất là khi bạn cần đi bộ để hít thở không khí trong lành, thứ hai là khi bạn muốn đón người quá giang đi nhờ xe, thứ ba là khi bạn được báo hiệu để làm như vậy bởi tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy và thứ tư là khi bạn cần sử dụng điện thoại di động. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Khi bạn được báo hiệu để làm như vậy bởi tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy. Bạn phải dừng lại nếu biển báo trên cao cho thấy đèn đỏ nhấp nháy trên mỗi làn đường trên đường cao tốc. Nếu bất kỳ làn đường nào khác không hiển thị đèn đỏ nhấp nháy hoặc dấu nhân đỏ, bạn có thể di chuyển sang làn đó và tiếp tục lái xe nếu an toàn để làm như vậy. Câu 26, xe của bạn bị hỏng trên hard shoulder của đường cao tốc. Bạn cần sử dụng điện thoại di động để gọi trợ giúp. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là đứng ở phía sau xe trong khi thực hiện cuộc gọi. Thứ hai là gọi điện cho một người bạn và yêu cầu họ đến và đón bạn. Thứ ba là mở nắp capo để giúp các dịch vụ khẩn cấp biết xe bạn đã bị hỏng. Và thứ tư là kiểm tra vị trí của bạn từ các cột bốc đánh dấu ở phía bên trái. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư kiểm tra vị trí của bạn từ các cột mốc đánh dấu phía bên trái ở hash shoulder. Bạn nên sử dụng điện thoại khẩn cấp khi bạn bị hỏng xe trên đường cao tốc. Chỉ sử dụng điện thoại di động nếu điều này là không thể. Các dịch vụ khẩn cấp cần biết chính xác vị trí của bạn để họ có thể liên lạc với bạn nhanh nhất. Tìm kiếm số liệu trên cột đánh dấu gần nhất ở hash shoulder. Đọc số này cho người nghe máy khi bạn gọi vào số của dịch vụ khẩn cấp. Câu 27, bạn đang đi trên đường cao tốc, một dấu nhân đỏ được hiển thị trên làn đường của hard shoulder. Điều đó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là bạn có thể tạt vào trong làn này để trả lời điện thoại di động. Thứ hai là bạn có thể sử dụng làn này làm làn chạy xe. Thứ ba là làn đường này có thể được sử dụng nếu bạn cần nghỉ ngơi và thứ tư là bạn không nên đi trong làn đường này. Thì đáp án thứ tư là đáp án đúng ở đây bạn không nên đi trong làn đường này hệ thống quản lý giao thông tích cực hoạt động trên một số đường cao tốc trong các khu vực này tại một số thời điểm nhất định hard shoulder sẽ được sử dụng làm làn chạy tuy nhiên nếu bạn thấy một dấu nhân đỏ phía trên làn hard shoulder điều đó có nghĩa là làn đường này chỉ nên được sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp và khi gặp sự cố xe mà thôi Câu 28, xe của bạn đã bị hỏng trên đường cao tốc. Bạn không đủ khả năng để táp xe dừng lại ở hard shoulder. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là bật đèn cảnh báo nguy hiểm của bạn. Thứ hai là ra dấu dừng chiếc xe đang đi đến và yêu cầu giúp đỡ. Thứ ba là cố gắng sửa chữa chiếc xe của bạn một cách nhanh chóng và thứ tư là đứng sau xe của bạn để cảnh báo người khác. Thì ra đúng ở đây là đáp án thứ nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm của bạn. Nếu bạn không thể tắp xe vào hard shoulder, hãy sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm để cảnh báo người khác. Chỉ rời khỏi xe của bạn khi bạn có thể thoát khỏi làn đường cao tốc một cách an toàn. Đừng cố sửa chữa xe hoặc cố gắng đặt bất kỳ thiết bị cảnh báo nào trên đường mà các xe đang chạy. Câu 29. Bạn có thể nhìn thấy đinh tán phản xạ màu vàng ở phần đường nào của đường cao tốc? Thứ nhất là giữa hát sao và đường cao tốc Thứ hai là giữa làn tăng tốc và làn đường cao tốc Thứ ba là giữa giải phân cách và đường cao tốc Và thứ tư là giữa mỗi làn đường Thế đó án đúng ở đây là án thứ ba Giữa giải phân cách và đường cao tốc Các đinh tán màu vàng được tìm thấy ở cạnh bên phải của đường chính Bên cạnh giải phân cách Câu 30 Các đinh tán phản quang giữa đường cao tốc và đường nối của nó có màu gì? Thứ nhất là màu vàng, thứ hai là màu trắng, thứ ba là màu xanh và thứ tư là màu đỏ Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba màu xanh Các đinh tán giữa đường cao tốc và hard shoulder thường có màu đỏ Nó sẽ đổi thành màu xanh lá cây nếu có slip road tức đường nối Giúp bạn xác định đường nối khi tầm nhìn kém hoặc khi trời tối Câu 31 Bạn đang đi dọc theo một đường cao tốc và cảm thấy mệt mỏi Bạn nên dừng lại ở đâu để nghỉ ngơi Thứ nhất là ở shoulder Thứ hai là tại khu vực dịch vụ gần nhất Thứ ba là trên đường nối Và thứ tư là tại giải phân cách Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai Tại khu vực dịch vụ gần nhất Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi Hãy dừng lại ở khu vực dịch vụ gần nhất nếu quá xa hãy rời khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo và tìm một nơi an toàn để dừng lại. Câu 32, xe của bạn bị hỏng trên đường cao tốc, bạn nên đi bộ theo hướng nào để tìm điện thoại khẩn cấp gần nhất? Thứ nhất là cùng hướng với lưu lượng giao thông, thứ hai là ngược hướng với lưu lượng giao thông, thứ ba là theo hướng hiển thị trên cột đánh dấu và thứ tư là theo hướng của lối ra gần nhất. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3 Theo hướng hiển thị trên cột đánh dấu Dọc theo h shoulder có các cột mốc ở khoảng cách 100m Những cột này sẽ chỉ hướng cho bạn đến chỗ có điện thoại khẩn cấp gần nhất Câu 33 Nhân viên giao thông hoạt động trên đường cao tốc và một số tuyến đường chính ở Anh và xứ Wales Họ được ủy quyền để làm gì? Thứ nhất là dừng và bắt tài xế vi phạm pháp luật Thứ hai là sửa chữa xe bị hỏng trên đường cao tốc Thứ ba là phát hành thông báo phạt cố định Và thứ tư là dừng xe và chỉ dẫn mọi người trên đường cao tốc Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Dừng xe và chỉ dẫn mọi người trên đường cao tốc Nhân viên giao thông có thể dừng xe và điều khiển mọi người trên đường cao tốc Họ hoạt động ở Anh và xứ Wales và hợp tác với cảnh sát khi có các sự cố trên đường cao tốc Họ được nhận ra bởi một chiếc áo khoác màu vàng cam và màu vàng và chiếc xe của họ có những vệt màu vàng và đen. Câu 34, bạn đang trên đường cao tốc, những đinh tán phản chiếu ở bên trái của đường xe chạy có màu gì? Thứ nhất là màu xanh lá, thứ hai là màu đỏ, thứ ba là trắng và thứ tư là vàng. Thế là đúng ở đây là đáp án thứ hai đỏ. Đinh tán màu đỏ được đặt giữa mép trái đường cao tốc và hard shoulder. Câu 3 năm, mục đích của đường cao tốc thông minh là gì? Thứ nhất để ngăn chặn vượt xe, thứ hai là để giảm sự dừng nghỉ, thứ ba là để ngăn chặn tailgating tức là đi xe quá sát nhau và thứ tư là để giảm tắc nghẽn giao thông. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, để giảm tắc nghẽn giao thông. Đề án đường cao tốc thông minh được dự kiến để giảm tắc nghẽn giao thông và làm cho thời gian hành trình xác thực hơn ở những khu vực này, hard shoulder có thể được sử dụng làm làn chạy để giảm bớt tắc nghẽn vào thời gian cao điểm hoặc trong trường hợp xảy ra sự cố. Câu 36, các đinh tán phản chiếu giữa các làn đường trên đường cao tốc có màu gì? Thứ nhất là màu xanh lá cây, thứ hai là màu vàng, thứ ba là màu trắng và thứ tư là màu đỏ. Trả lời đúng ở đây là đáp án thứ 3, màu trắng. Các đinh tán màu trắng được tìm thấy giữa các làn đường trên đường cao tốc. Chúng phản chiếu lại ánh sáng từ đèn pha của bạn. Điều này đặc biệt hữu ích khi thời tiết xấu và tầm nhìn bị hạn chế. Câu 37, bạn đang sử dụng đường cao tốc thông minh, điều gì xảy ra khi nó hoạt động? Thứ nhất là giới hạn tốc độ trên làn đường được khuyến khích. Thứ hai là giới hạn tốc độ quốc gia sẽ được áp dụng. Thứ ba là giới hạn tốc độ luôn là 30 dặm trên giờ Và thứ tư là bạn phải tuân theo các giới hạn tốc độ được hiển thị Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Bạn phải tuân theo các giới hạn tốc độ được hiển thị Khi một đường cao tốc thông minh đang hoạt động bạn phải tuân theo các dấu hiệu hiển thị trên dàn tín hiệu phía trên mỗi làn đường, bao gồm cả hazard. Giới hạn tốc độ thay đổi giúp giữ cho giao thông di chuyển và cũng giúp ngăn chặn Tình trạng chân trúc xe cộ. Câu 38. Bạn đang lái xe trên đường cao tốc và phải giảm tốc độ nhanh do có mối nguy hiểm phía trước. Bạn có thể cảnh báo lái xe đằng sau về mối nguy hiểm này bằng cách nào? Thứ nhất là bật đèn cảnh báo nguy hiểm của bạn. Thứ hai là bật đèn pha của bạn. Thứ ba là bấm còi. Và thứ tư là nháy đèn pha của bạn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Bật đèn cảnh báo nguy hiểm của bạn Sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm cùng với đèn phanh của bạn Sẽ giúp cảnh báo các phương tiện giao thông phía sau về vấn đề phía trước Câu 39 Thông thường bạn không nên đi ở hash shoulder của đường cao tốc Khi nào bạn có thể sử dụng nó Thứ nhất là khi đi ra lối ra tiếp theo Thứ hai là khi giao thông bị dừng Thứ ba là khi có dấu hiệu hướng dẫn bạn làm vậy và thứ tư là khi giao thông chậm thì là đúng ở đây là làn thứ ba khi có dấu hiệu hướng dẫn bạn làm vậy thông thường bạn chỉ nên sử dụng h shoulder cho các trường hợp khẩn cấp và sự cố và tại đoạn đường công trường khi có dấu hiệu hướng dẫn bạn làm như vậy đường cao tốc thông minh sử dụng quản lý giao thông tích cực để giảm bớt tắc nghẽn ở những khu vực này h shoulder cũng có thể được sử dụng làm làn chạy khi các biển báo giới hạn tốc độ được hiển thị ngay phía bên trên Câu 40, điều gì được sử dụng để giảm lưu lượng xe cộ chen trúc trên đường cao tốc? Thứ nhất là thay đổi giới hạn tốc độ, thứ hai là đường tạm lưu thông hai chiều, thứ ba là giới hạn tốc độ quốc gia và thứ tư là đóng làn đường. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, thay đổi giới hạn tốc độ. Sự tắc nghẽn có thể được giảm bằng cách giữ lưu lượng truy cập ở tốc độ không đổi vào thời điểm bận rộn, giới hạn tốc độ tối đa được hiển thị trên các dàn trên cao. Chúng có thể được thay đổi nhanh chóng tùy thuộc vào lưu lượng giao thông. Bằng cách giữ tốc độ không đổi trên các đoạn đường cao tốc bận rộn, thời gian hành trình tổng thể thường được cải thiện. Câu 41: Những phương tiện nào nên sử dụng làn đường bên trái trên đường cao tốc 3 làn? Thứ nhất là bất kỳ loại xe nào, thứ hai là xe lớn, thứ ba là xe cấp cứu và thứ tư là xe di chuyển chậm. thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ nhất bất kỳ loại xe nào trên đường cao tốc hầu hết các phương tiện giao thông nên sử dụng làn đường bên trái trừ khi vượt xe khi vượt qua một số phương tiện chậm hơn hãy quay trở lại làn đường bên trái khi bạn đã vượt qua an toàn kiểm tra gương của bạn thường xuyên và không ở trong làn giữa hoặc làn bên phải quá lâu nếu làn bên trái đang trống không có ai đi Câu 42: Trừ khi có dấu hiệu chỉ dẫn khác, thông thường giới hạn tốc độ quốc gia đối với ô tô hoặc xe máy trên đường cao tốc là bao nhiêu? 50 dặm trên giờ, 60 dặm trên giờ, 70 dặm trên giờ hay 80 dặm trên giờ? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, 70 dặm trên giờ. Giới hạn tốc độ quốc gia cho ô tô hoặc xe máy trên đường cao tốc là 70 dặm trên giờ. Câu 43. Giới hạn tốc độ quốc gia trên đường cao tốc cho ô tô và xe máy là bao nhiêu? 50 dặm trên giờ, 60 dặm trên giờ, 70 dặm trên giờ hay 80 dặm trên giờ? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, 70 dặm trên giờ. Giới hạn tốc độ quốc gia cho ô tô hoặc xe máy trên đường cao tốc là 70 dặm trên giờ. Câu 44. Bạn đang trên đường cao tốc, có một hệ thống đường tạm lưu thông hai chiều phía trước, bạn sẽ nhìn thấy gì phía trước? Thứ nhất là đèn giao thông tạm thời, thứ hai là giới hạn tốc độ thấp hơn, thứ ba là làn đường rộng hơn bình thường và thứ tư là gờ giảm tốc. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai, giới hạn tốc độ thấp hơn. Khi tiếp cận đường tạm lưu thông hai chiều, hãy giảm tốc độ trong thời gian tốt và tuân thủ mọi giới hạn tốc độ. Bạn có thể đang đi trong làn đường hẹp hơn bình thường, không có rào cản cố định giữa bạn và giao thông sắp tới. Câu 4 năm, trên đường cao tốc 3 làn, thông thường bạn nên sử dụng làn đường nào? Thứ nhất là làn bên trái, thứ hai là làn bên phải, thứ ba là làn ở giữa và thứ tư là làn bên phải hoặc làn ở giữa. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, làn bên trái. Trên đường cao tốc 3 làn, bạn nên đi ở làn bên trái trừ khi bạn có ý định vượt xe. Câu 46. Bạn nên làm gì khi đi qua hệ thống đường tạm lưu thông 2 chiều trên đường cao tốc? Thứ nhất là sử dụng đèn chiếu gần. Thứ hai là giữ một khoảng cách tốt với chiếc xe phía trước. Thứ ba là chuyển làn đường để giữ cho giao thông lưu thông. Và thứ tư là đi sát xe phía trước để làm ngắn hàng xe đợi. Thì đáp đúng ở đây là đáp án thứ hai Giữ một khoảng cách tốt với chiếc xe phía trước Tại công trường đang thi công Và đặc biệt là khi hệ thống đường tạm lưu thông hai chiều đang hoạt động Hạn chế tốc độ có thể được đưa ra Hãy giữ giới hạn tốc độ thấp hơn và không chuyển làn đường hoặc lái xe quá gần xe phía trước bạn. Câu 47. Những hạn chế nào áp dụng cho người lái xe mới có bằng lái xe tạm thời? Thứ nhất là họ không thể lái xe hơn 30 dặm trên giờ. Thứ hai là họ không thể lái xe vào ban đêm. Thứ ba là họ không thể lái xe nếu không có người đi kèm. Và thứ tư là họ không thể lái xe chở nhiều hơn một hành khách. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Họ không thể lái xe nếu không có người đi kèm. Khi lái xe với bằng lái xe tạm thời, bạn phải đi cùng với một người trên 21 tuổi đã có bằng lái xe đầy đủ trong ít nhất 3 năm. Câu 48 Quy tắc cơ bản nào được áp dụng khi bạn lái xe trên đường cao tốc? Thứ nhất là đi ở làn đường có ít xe nhất Thứ hai là đi ở làn bên trái trừ khi vượt xe Thứ ba là vượt xe ở làn nào ít xe nhất Và thứ tư là cố gắng lái xe với vận tốc trên 50 dặm trên giờ để ngăn ngừa tắc nghẽn Thì đoạn đúng ở đây là đoạn thứ hai Đi ở làn bên trái trừ khi vượt xe Thông thường bạn nên đi ở làn bên trái trừ khi bạn có ý định vượt xe. Câu 49. Bạn đang lái xe trên đường cao tốc. Do nhầm lẫn, bạn đã lái xe quá lối ra và bạn muốn rẽ. Bạn nên làm gì? Thứ nhất là lùi xe cẩn thận ở hard shoulder. Thứ hai là tiếp tục lái xe đến lối ra tiếp theo. Thứ ba là lùi xe cẩn thận ở làn bên trái. Và thứ tư là thực hiện quanh xe ở khoảng trống của dải phân cách. thì đáp án đúng ở đây là ăn thứ hai tiếp tục lái xe đến lối ra tiếp theo lùi xe quành xe ở giải phân cách hoặc lái xe ngược chiều với lưu lượng giao thông đang đi trên đường cao tốc là bất hợp pháp nếu bạn bỏ lỡ lối ra của mình hãy tiếp tục lái xe cho đến khi bạn đến lối ra tiếp theo câu 50 bạn đang lái xe trên một đường cao tốc khi nào bạn được phép vượt xe ở bên trái Thứ nhất là khi bạn có thể nhìn rõ phía trước và ở hard shoulder không có ai Thứ hai là khi xe ở làn bên phải đang xi nhan phải Thứ ba là khi bạn cảnh báo các tài xế phía sau bằng cách xi nhan trái Và thứ tư là khi các xe đang di chuyển theo hàng đợi và hàng đợi bên phải của bạn di chuyển chậm hơn Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư khi các xe đang di chuyển theo hàng đợi và hàng đợi bên phải của bạn di chuyển chậm hơn không bao giờ được vượt xe ở bên trái trừ khi các xe đang di chuyển theo hàng đợi và hàng đợi bên phải của bạn di chuyển chậm hơn so với làn của bạn. Câu 51, bạn đang gia nhập vào đường cao tốc, tại sao bạn nên tận dụng đường nối? Thứ nhất là bởi vì có không gian ở đó để bạn quanh ra nếu cần. Thứ hai là vì để cho phép bạn lái xe trực tiếp vào các làn đường vượt xe. Thứ ba là để tăng tốc để đạt được tốc độ tương tự như giao thông trên đường cao tốc. Và thứ tư là bởi vì bạn có thể tiếp tục lái xe trên hard shoulder. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba để tăng tốc để đạt được tốc độ khớp với giao thông trên đường cao tốc. Cố gắng tham gia đường cao tốc mà không ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông đang đi trên đó. Luôn luôn nhường đường cho giao thông đã có ở trên đường cao tốc. Câu 52. Bạn đang đi trên đường cao tốc 3 làn, một dấu nhân đỏ đang hiển thị trên làn hard shoulder và giới hạn tốc độ bắt buộc hiển thị trên các làn khác. Điều đó có ý nghĩa gì? Thứ nhất là hard shoulder có thể được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy mệt mỏi. Thứ hai là hard shoulder chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp hoặc hỏng xe. Thứ ba là hard shoulder có thể được sử dụng như một làn chạy bình thường và thứ tư là hard shoulder có giới hạn tốc độ là 50 dặm trên giờ. thí đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. H shoulder chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp hoặc hỏng xe. Một dấu nhân đỏ phía trên làn H shoulder cho thấy nó không được sử dụng như một làn đường để chạy xe và bạn chỉ nên sử dụng nó cho các trường hợp khẩn cấp hoặc khi gặp sự cố xe. Câu 53: 3 bạn nên làm gì khi lái xe trên đường cao tốc? Thứ nhất là nhìn xa hơn về phía trước so với khi đi trên những con đường khác. Thứ hai là đi nhanh hơn nhiều so với khi bạn đi trên đường khác Thứ ba là duy trì khoảng cách với xe phía trước ngắn hơn so với khi đi trên con đường khác Và thứ tư là tập trung cao độ hơn so với khi đi trên những con đường khác Thì đoán đúng ở đây là đáp án thứ nhất Bạn nên nhìn xa hơn về phía trước so với khi đi trên những con đường khác Giao thông trên đường cao tốc thường đi nhanh hơn so với các đường khác bạn cần phải nhìn xa hơn để có thể có thêm thời gian phản ứng với mọi nguy cơ có thể phát triển. Câu 54. Bạn đang đi ở làn bên trái của đường cao tốc 3 làn. Bạn nên phản ứng như thế nào với chiếc xe đang gia nhập đường cao tốc từ một con đường nối? Thứ nhất là đua xe với các phương tiện khác. Thứ hai là chuyển sang làn đường khác. Thứ ba là duy trì tốc độ ổn định. Và thứ tư là bật đèn cảnh báo nguy hiểm của bạn. thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai chuyển sang làn đường khác nhìn tốt về phía trước để lên kế hoạch lái xe khi tiếp cận đường nối nếu bạn thấy có xe đang muốn tham gia vào đường cao tốc hãy chuyển sang làn đường khác nếu an toàn để làm như vậy câu 55 bạn đang tiếp cận đến một công trường trên đường cao tốc bạn nên làm gì thứ nhất là tăng tốc để đi qua khu vực này nhanh chóng Thứ hai là luôn lái xe ở hard shoulder, thứ ba là tuân thủ mọi giới hạn tốc độ và thứ tư là lái xe sát gần xe phía trước. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, tuân thủ mọi giới hạn tốc độ. Va chạm xe thường xảy ra tại khu vực công trường, hãy nhận biết các giới hạn tốc độ, giảm tốc độ trong thời gian tốt và giữ khoảng cách với xe phía trước. Câu 5 6 bạn nên sử dụng điện thoại khẩn cấp trên đường cao tốc như thế nào? Thứ nhất là ở gần đường xe chạy, thứ hai là quay mặt về phía giao thông đang đi tới, thứ ba là quay lưng về phía giao thông và thứ tư là đứng ở hard shoulder. Thế ra án đúng ở đây là đáp án thứ hai quay mặt về phía giao thông đang đi tới giao thông đang vượt qua bạn ở tốc độ cao nếu gió lùa từ một chiếc xe tải lớn có thể khiến bạn giật mình và mất thăng bằng thậm chí ngã ra đường bằng cách quay mặt về phía xe đang đi đến bạn có thể thấy các xe tải đang đến gần và vì vậy hãy chuẩn bị cho tình huống có gió tạt từ xe của họ bạn cũng sẽ ở trong một vị trí có thể nhìn xem có mối nguy hiểm khác đang đến gần hay không Câu 57, bạn đang đi trên đường cao tốc thông minh, giới hạn tốc độ bắt buộc được hiển thị trên làn hard shoulder như thế này, điều đó có nghĩa là gì? Thứ nhất là bạn không nên đi trong làn đường này. Thứ hai là hard shoulder có thể được sử dụng như một làn chạy xe bình thường. Thứ ba là bạn có thể đậu xe ở hard shoulder nếu bạn cảm thấy mệt mỏi. Và thứ tư là bạn có thể tạt xe vào trong làn này để trả lời điện thoại di động. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 2 Hard shoulder có thể được sử dụng như một làn chạy xe Dấu hiệu giới hạn tốc độ bắt buộc phía trên làn hard shoulder cho thấy Phần đường này có thể được sử dụng làm làn đường chạy xe Bạn phải đi đúng giới hạn tốc độ Và hãy cẩn thận với những chiếc xe có thể đang bị hỏng và đỗ ở hard shoulder Câu 58 Xe nào trong số 4 xe dưới đây không được lái xe trên đường cao tốc? Thứ nhất là xe điện 3 bánh Thứ hai là xe máy phân khối trên 50cc Thứ ba là xe buýt 2 tầng Và thứ tư là xe có hộp số tự động Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Xe điện 3 bánh Đường cao tốc không được sử dụng cho người đi bộ, người đi xe đạp Xe máy phân khối dưới 50cc Một số phương tiện di chuyển chậm mà không được phép Ví dụ như là xe lăn hoặc xe điện 3 bánh